Chiều nay ngày 15 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 3,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất này xảy ra vào lúc 15 giờ 39 phút, độ sâu chấn tiêu vào khoảng 8,2 km, không gây rủi ro về thiên tai. Tại huyện Con Plong, động đất xảy ra thường xuyên kể từ năm 2021 đến nay. Viện Vật lý Địa cầu cho biết khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đất gãy nhỏ, các trận động đất tại đây có độ lớn không quá 5. Dù xảy ra nhiều thế nhưng chưa đến mức phải cảnh báo rủi ro. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 38 ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện. Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra đôn đốc triển khai nhiều công trình dự án nguồn điện, lưới điện. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng rất cao, lên đến 13%. Cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%. Riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ, giao Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện này, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 32, phiên họp thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong phiên họp thường kỳ tháng 4 lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Theo đó, Chính phủ xin lùi thời gian trình một dự án luật, nhưng xin bổ sung 12 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Chính phủ cũng đề nghị xem xét trình Quốc hội chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025 với dự kiến khoảng 18 dự án luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng việc điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và kỷ cương trong xây dựng luật pháp lệnh. Lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật, gồm dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề quan trọng như xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến 2023. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Trơn Thành tỉnh Bình Phước. Về vấn đề giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội, cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị, sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến trước khi xem xét thông qua dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và tờ trình đề nghị xây dựng luật tương trợ tư pháp về hình sự. Đề nghị của Chính phủ về chương trình năm 2025, điều chỉnh chương trình năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Chính phủ ưu tiên đề xuất đưa các dự án nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm tính khả thi, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không đưa vào chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Một số ý kiến cho rằng cần xem
xét lùi lại dự án luật thi hành dự án dân sự, giãn tiến độ cũng như bảo đảm chất lượng, vì đây là dự án khó. Đối với dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, để nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phù hợp với diễn biến hiện nay, rất cần thiết trình dự án luật này tại kỳ họp thứ 7 thay vì lùi sang kỳ họp thứ 8. Bộ Công Thương xin nếu đủ điều kiện trình và xem xét thông qua dự án luật điện lực sửa đổi tại một kỳ họp thứ 8. Ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4, thị trường chứng khoán đã chứng kiến một phiên giao dịch điều chỉnh mạnh. Hầu hết các nhóm cổ phiếu giảm rất sâu, nhiều mã giảm kịch sàn. Chốt phiên giao dịch hôm nay, ngày 15 tháng 4, VN Index giảm gần 60 điểm, 4,7%, xuống mốc 1.216,61 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất của chứng khoán Việt Nam trong vòng 23 tháng qua. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE đạt 1,45 tỷ cổ phiếu, tương ứng với gần 33.568 tỷ đồng. Với sự giảm giá mạnh của các nhóm cổ phiếu, giá trị vốn hóa HOSE cũng theo đó giảm 244.000 tỷ đồng, xuống còn 4,95 triệu tỷ đồng. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy là sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại với động thái đấu thầu vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo đấu thầu trước một ngày đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu tiến hành vào đơn thầu. Các đơn vị có trên 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu, muộn nhất là vào 17 giờ ngày nhận thông báo thầu. Hiện có 26 đơn vị bao gồm cả Ngân hàng Thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, đến thời điểm này, có khoảng 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Loại vàng mang ra đấu thầu là vàng miếng SJC. Phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong lịch sử là vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị công bố báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý 1 và dự báo thị trường quý 2. Quý 1 năm 2024 có 6.200 giao dịch bất động sản, tăng 8% so với quý 4 năm 2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Nguồn cung quý 1 2024 đạt trên 20.500 sản phẩm, trong đó có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó. Sản phẩm các căn hộ bình dân đạt 1.250 sản phẩm, tăng hơn 70% so với quý 4 năm 2023. Có 3 động lực chính thúc đẩy sự phục hồi của thị trường, đó là việc Quốc hội thông qua 3 luật quan trọng, luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Qua đó sẽ tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, cải cách hành chính để đơn giản hóa quy trình phê duyệt dự án và các chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng 2024 có thể là năm cuối của quá trình vượt chướng ngại vật và dù không có nhiều biến động lớn, thị trường sẽ tiến vào giai đoạn ổn định. Sáng nay tại Hải Phòng, TechFest kết nối vùng Duyên Hải Bắc Bộ năm 2024, hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã được tổ chức. Sự kiện TechFest kết nối vùng Duyên Hải Bắc Bộ được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp thông qua việc tận dụng nguồn lực từ bên ngoài để giúp đổi mới, cập nhật và phối hợp với công nghệ, giảm bớt chi phí nghiên cứu, giải quyết bài toán kinh doanh và tái cấu trúc doanh nghiệp mình trong khu vực vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Thông qua sự kiện, các hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối các sản phẩm, giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, kết nối đầu tư, kết nối kinh doanh, hợp tác phát triển cho các công ty khởi nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo mở. Là cơ hội kết nối mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế khi có sự tham gia của chính quyền thành phố Jeonju, tỉnh Trung Búc và Công viên Công nghệ Trung Búc, Hàn Quốc với 15 tổ chức doanh nghiệp của hệ sinh thái đổi mới tại Hàn Quốc, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước. Ngày hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Chiến lược Phát triển Kinh tế Tư nhân năm 2024 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức
hội nghị đã đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam. Hội nghị Chiến lược Phát triển Kinh tế Tư nhân 2024 tại Quảng Ninh là hoạt động đầu tiên của Cộng đồng Khoa học và Doanh nhân Việt Nam hưởng ứng. Tại hội nghị, các diễn giả và doanh nhân, nhà khoa học, nhà quản lý cùng bàn thảo chuyên sâu, làm sáng tỏ nhiều vấn đề như doanh nhân trẻ trong doanh nghiệp tư nhân vì sự phát triển của đất nước, vị trí, vai trò, giải pháp, tầm nhìn chiến lược phát triển, khoa học công nghệ trong tồn tại và phát triển doanh nghiệp, hệ sinh thái khoa học công nghệ doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tư nhân, những thuận lợi khó khăn, đề xuất phát triển giải pháp tháo gỡ. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là qua hội thảo lần này thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ học hỏi được những điều bổ ích cũng như là sự kết nối giao lưu cũng như là với cái tầm quy mô mở rộng như này thì doanh nghiệp chúng tôi hy vọng là trong tương lai chúng tôi sẽ có những cái sự phát triển làm sao cho nó phù hợp với xu hướng của thời đại. Để đưa vào được cuộc sống thì những cái chính sách này cần được hiện thực hóa bằng những cái chính sách cụ thể của nhà nước. Rồi sự cao hơn nữa là các hình thức pháp luật, rồi cao hơn nữa đây là những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là một cái việc làm rất có ý nghĩa, rất bổ ích và bước đầu đã tạo nên một cái tình lan tỏa, tạo nên một khí thế, một cái niềm tin cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt. Hiện nay Việt Nam có khoảng gần 900.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động, với khoảng 7 triệu doanh nhân, đóng góp gần 45% GDP của cả nước, 1/3 thu ngân sách nhà nước, hơn 40% vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội. Chính vì vậy, Hội nghị Chiến lược Phát triển Kinh tế Tư nhân 2024 là cơ hội lan tỏa đến cộng đồng khoa học doanh nhân, các chủ trương chính sách của quốc gia, với các nội dung xuyên suốt gồm giải pháp đa dạng nguồn vốn, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân Việt Nam. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết phía Trung Quốc sẽ tạo cơ chế cho Việt Nam xuất khẩu tôm hùm bông. Hiện Cục đang thúc đẩy các địa phương khẩn trương phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện cơ sở nuôi tôm hùm, cơ sở ươm dưỡng giống tôm hùm. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng hai nước vẫn đang phối hợp gỡ vướng cho mặt hàng tôm hùm bông. Phía Trung Quốc cho biết sẽ tạo cơ chế cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm từ 98 đến 99% sản lượng tôm hùm xuất khẩu của Việt Nam. Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đang nghiên cứu và đã tiệm cận được giai đoạn làm chủ công nghệ sản xuất giống tôm hùm bông nhân tạo. Thưa quý vị, năm 2024 đánh dấu hành trình 10 năm lực lượng kiểm ngư Việt Nam chính thức ra mắt kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014. Trong suốt thời gian đó, lực lượng này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân, cứu hộ, cứu nạn, tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển. Ngoài ra, sự hiện diện của lực lượng kiểm ngư trên các vùng biển Việt Nam cũng góp phần đẩy lùi những hoạt động khai thác trái phép, sát cánh cùng ngư dân vươn khơi an toàn. 10 năm qua, hơn 1.500 lượt tàu kiểm ngư đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển của Việt Nam. Đây là lực lượng nòng cốt phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền quốc gia trên các vùng biển. Thì cái lực lượng kiểm ngư ngoài cái việc mà đồng hành cùng bà con ngư dân thì phải hướng dẫn thực hiện cái luật thủy sản 2017 và các cái nghị định, 9 cái thông tư. Để chúng ta có một cái ngành thủy sản bền vững, xanh và hội nhập sâu rộng khu vực quốc tế. Trong 10 năm, lực lượng kiểm ngư đã phát hiện và xử lý trên 12.000 lượt tàu cá vi phạm khai thác IUU, lập biên bản, ra quyết định xử phạt, thu nộp ngân sách khoảng trên 100 tỷ đồng. Chính vì vậy, đã từng bước giảm dần các hành vi vi phạm khai thác IUU trên biển. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn đối với lực lượng kiểm ngư trong hoạt động của mình. Liên quan đến các cái công nghệ điện thoại vệ tinh hoặc là những cái công nghệ giám sát bằng vệ tinh để khi hoạt động trên biển thì sẽ được thông suốt từ trung ương xuống địa phương. Cái thứ hai là hiện nay 6 cái loại phương tiện thiết bị để làm sao trong quá trình tuần tra trên biển chúng ta có thể là quay phim, chụp ảnh và là những cái chứng cứ rất quan trọng cho cái việc mà xử phạt nguội cũng như là các cái hoạt động vi phạm khai thác trên biển.
tại hội nghị Kiểm ngư Việt Nam đồng hành cùng ngư dân thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay. Đại diện kiểm ngư các địa phương cũng chia sẻ về khó khăn trong công tác xử phạt hành chính, cơ chế hỗ trợ dành cho cán bộ kiểm ngư. Việc sớm đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn trên sẽ là động lực để lực lượng kiểm ngư hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững an ninh, trật tự nghề cá trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ nhiều năm nay, bãi rác tập trung tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng luôn trong tình trạng quá tải. Đặc biệt là bãi rác thường cháy âm ỉ, phát sinh khói bụi, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, thì dự án xử lý rác thải mới của huyện với nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng được kỳ vọng sớm giải quyết tình trạng này, thế nhưng lại nhiều lần chậm tiến độ. Núi rác được tập kết lộ thiên, xung quanh bãi rác không có tường chắn bao bọc, tiếp giáp với khu vực làm vườn của người dân. Từ đầu năm 2019 tới nay, vào mùa khô, bãi rác thường cháy lúc to, lúc nhỏ, làm phát sinh khói, bụi, kèm theo mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của khu vực lân cận. Nguồn đấy, nước đây phải đi ra ngoài kia đổi bình nước loại 20 lít về để nấu ăn cho đâu dạo ăn cái nước này đâu. Còn mắc màn là phải ăn cơm là phải mắc màn bỏ màn ấy chứ. Đây, nói chung ảnh hưởng nhiều lắm, nấu ăn rồi mất vệ sinh nữa, nên khổ. Quá độc hại chứ, nó phải kiếm cái chỗ nào mà xử lý cho nó kỹ chứ, để đốt như thế này thì nói chung là dân xung quanh đây thì ô nhiễm kinh lắm. Tàn khí độc hại mà. Thì đề nghị với các cơ quan mà chuyên về mà xử lý được cái này thì nên gọi là yêu cầu người ta gọi là làm một cái chỗ nhà máy xử lý sơ bộ, làm thế nào cho nó hết đi. Nhiều năm qua, lượng rác thải sinh hoạt thu gom, vận chuyển từ các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Hà về tập trung tại đây đều xử lý bằng hình thức chôn lấp với khoảng trên dưới 40 tấn mỗi ngày. Riêng trong năm 2023, lượng rác thải được thu gom tập trung đổ vào bãi rác đã là hơn 15.000 tấn. Góc độ địa phương và quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường thì phòng cũng mong muốn là đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm môi trường Lâm Hà sớm đầu tư cơ sở vật chất để đưa vào thu gom rác thải, và xử lý rác thải để tránh cái tình trạng một là cháy hiện nay, hai là tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Cuối năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Lâm Hà đầu tư dự án xử lý rác công suất 90 tấn mỗi ngày đêm với tổng mức đầu tư là 103 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình chỉ mới xây dựng được phần khung giang dở, còn quy trình xử lý rác thì vẫn thô sơ, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra văn bản thúc giục. Tiếp nối chương trình, bay diễn tập kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng bào Khmer Nam Bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân, các cán bộ chiến sĩ tham gia lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã thực hiện diễn tập bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng với biên đội gồm 9 trực thăng. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có lực lượng không quân chào mừng gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khán đài sân vận động thành phố Điện Biên Phủ. Những lá cờ có kích thước giống nhau là 20m², được làm từ chất liệu polyester, loại vải có đặc tính dai, bền và thoáng khí, bảo đảm trong quá trình bay cùng trực thăng. Trước mỗi lần máy bay cất cánh, các bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay từ trong ra ngoài. Một chuyến bay thành công phụ thuộc rất nhiều vào các bộ phận phục vụ dưới mặt đất. Chúng tôi là chúng ở trong miền Nam xa xôi ra đây. Từ khi nhận điện thì chúng tôi cảm thấy là đây cũng là vinh dự và trách nhiệm. Từ đó chúng tôi xác định rõ được cái nhiệm vụ từ công tác chuẩn bị bay rồi đến thực hành bay chú đáo, tỉ mỉ và hiệp đồng thật chặt chẽ. Khác với các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc vận tải hàng hóa thông thường, trong chương trình bay biểu diễn lần này, những chiếc trực thăng sẽ được treo dưới bụng một quả nặng có trọng lượng lên tới 125 kg. Quả nặng này nối với một sợi dây cáp dài 8 mét treo lá cờ phía dưới bụng máy bay, giúp cho lá cờ có thể tung bay cân đối khi trực thăng tiến về phía trước. Việc bay đội hình 9 máy bay giữ khoảng cách và độ cao đều nhau, đòi hỏi phi công cần tập trung cao độ và quá trình rèn luyện, bảo đảm sức khỏe, sự kiên trì.
đội trưởng ba biên đội cần phải có sự hiểu nhau, nắm chắc bài bay, đường bay và nội dung liên quan để bảo đảm nhiệm vụ diễn ra tốt nhất. Đối với Trung đoàn 916, thì trước đây, cách đây 14 năm, Trung đoàn đã tổ chức bay chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội. Tuy nhiên, nhiệm vụ đợt này nó khác, có cái khó khăn hơn đối với Trung đoàn 916, đó là bay cơ động toàn bộ lực lượng, trang bị và phi công lên Điện Biên. Tôi với cả cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 916 cũng như các đồng chí tham gia nhiệm vụ này, đây là một cái vinh dự. Đến thời điểm hiện tại, các cán bộ, phi công, tổ bay đã thực hành nhuần nhuyễn với quyết tâm mang đến màn trình diễn đặc sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Tỉnh Ninh Bình vừa nhận quyết định công bố thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghề thủ công truyền thống nghề thêu gen Ninh Hải và tập quán xã hội và tín ngưỡng mò mường. Theo các nghệ nhân cao tuổi, nghề thêu gen ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư có tuổi đời trên 700 năm. Tương truyền vào thời nhà Trần, bà Trần Thị Dung, vợ của Thái sư Trần Thủ Độ, đã cho các cung nữ truyền dạy cho người dân trong làng Văn Lâm, xã Ninh Hải, nghề thêu gen cung đình. Các sản phẩm thêu ngày đó phục vụ cho nghi thức, nghi lễ trong đời sống văn hóa tâm linh, đặc biệt là trong lễ hội như quần áo, mũ của đội tế, tàn, lọng, y môn trong các ngôi đình đền. Di sản Mò Mường không chỉ là một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Mường, mà còn là di sản văn hóa tinh thần vô cùng quý giá của người Mường, góp phần tái hiện lại lịch sử trời đất từ thuở Hồng Hoang đến khi xuất hiện loài người và quá trình đấu tranh với các thế lực để xây dựng và bảo vệ bản Mường. Như vậy, đến nay tỉnh Ninh Bình đang sở hữu 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 4 di sản được công nhận trước đó là lễ hội Hoa Lư, nghệ thuật hát sẩm, lễ hội làng Bình Hải, nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân. Thưa quý vị, Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thờ Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Ngoài không khí vui tươi, sum vầy mừng Tết cổ truyền của dân tộc, đồng bào Khmer Nam Bộ càng phấn khởi hơn khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao. Như mùa Tết năm nay, đã có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được quan tâm tổ chức ở khắp các phum sóc chùa Khmer. Đặc biệt là có nhiều bạn trẻ tích cực tham gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống của đồng bào. Múa trống xà dầm là hoạt động gắn liền với hầu hết những dịp lễ hội, sinh hoạt văn hóa của đồng bào Khmer. Nơi nào xuất hiện loại hình nghệ thuật này, nơi đó trở nên vui nhộn và sôi động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, phong trào này dần mai một. Tại thành phố Cần Thơ, góp phần lưu giữ và phát huy nét văn hóa độc đáo này, thời gian qua, các bậc tiền bối nghệ nhân đã nỗ lực truyền dạy. Đến nay đã hình thành được nhiều đội nhóm múa xà dầm hoạt động hiệu quả. Lúc đầu, thực sự mới kiếm những cái thùng bê á, để cho mấy em đánh, cho quen. Quen thì sau này sư mới có điều kiện chút đỉnh để mình dành dụm, để mình gìn giữ cái văn hóa đó, sư mới mua trống, rồi mới mua những cái trang phục của mấy em. Có nghĩa là từ đây về sau là cho thế hệ sau nữa, để cho coi như nó phát triển, nó nối góp tới hoài vậy đó. Nó nối góp tới hoài, đâu có bỏ được cái truyền thống đó. Không chỉ quan tâm gìn giữ múa trống xà dầm, mà nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc khác như nhạc ngũ âm, múa rơm vong, sân khấu dù kê cũng được nhiều ngôi chùa quan tâm, mở lớp dạy cho thanh niên. Và hiện nay có nhiều em vô cùng thích thú, mạnh dạn tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện văn hóa của đồng bào. Vui là mình được đi chơi này kia, biết cái này cái kia, còn giữ gìn văn hóa là mình giúp con em mình phát triển thêm, với lại giữ gìn được mấy cái văn hóa bản địa mình. Âm nhạc này là cũng một cái nghề, các cháu mà có năng khiếu, nếu mà mình đào tạo đúng thì các cháu trở thành một người ngẫu nhiên có được cái nghề trong cái cuộc sống của mình, nó sẽ thay đổi rất nhiều. Do vậy thì trong hướng tới sẽ phát huy và đồng thời cũng là gìn giữ bảo tồn văn hóa của dân tộc được tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong dịp đón mừng Tết cổ truyền năm nay, nhiều địa phương khắp đồng bằng sông Cửu Long còn có nhiều hoạt động phong phú khác như hội thi viết chữ đẹp tiếng Khmer, biểu diễn trang phục, múa hát truyền thống dân tộc, vân vân. Tất cả tạo nên không khí đón năm mới vui tươi, ấm áp và đoàn kết. Thưa quý vị, thôn Đồng Rong, xã Quang Nghiên, huyện Sông Lô là thôn khó khăn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc với trên 90% là đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống. Khắc sâu lời dạy của Bác, mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật, phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Cấp ủy, chính quyền xã Quang Nghiên đã lựa chọn,
xây dựng thôn Đồng Rong trở thành làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đây là trung tâm học tập cộng đồng nằm trong khu thiết chế văn hóa của thôn Đồng Rong. Tại đây, mỗi vật dụng trưng bày đều được người dân trong thôn tự nguyện đóng góp. Không những vậy, những cán bộ thôn như chị Hòa đã tự nguyện là hướng dẫn viên không đồng của thôn để giới thiệu cho du khách gần xa và tuyên truyền phổ biến giáo dục cho học sinh đến từ các trường học trên địa bàn huyện về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Là con em của đồng bào dân tộc Cao Lan thì cũng muốn là lưu giữ những cái nét truyền thống của cha ông để lại. Qua đó cũng muốn giáo dục đến thế hệ trẻ, như ví dụ như là con em của mình cũng như là các bạn bè ở xung quanh, du khách thập phương về thì cũng hiểu biết được cái nền văn hóa bản sắc dân tộc của người Cao Lan ạ. Cùng với việc tự nguyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa, sân sinh hoạt cộng đồng, người Cao Lan ở thôn Đồng Rong còn được cấp ủy chính quyền xã Quang Yên đầu tư khôi phục những lễ hội truyền thống, ngôn ngữ chữ viết, trang phục và các làn điệu múa hát cổ, từ đó lan tỏa để bà con người dân tộc Cao Lan cùng hiểu và chủ động giữ gìn phát triển. Trong xã tôi thì cũng đã có mở được những cái lớp truyền dạy cái chữ cổ, ra mắt những cái câu lạc bộ hát sình ca để chúng tôi phát huy và gìn giữ cái bản sắc dân tộc của cha ông để lại. Thế rồi là chúng tôi cũng có mời những cái đội giao lưu của dân tộc các xã lân cận và các thôn khác để đến giao lưu để chia sẻ. Rất vinh dự là được dưới thôn Đồng Rong mời chúng tôi xuống đây giao lưu văn nghệ. Coi cái buổi giao lưu này chúng tôi cũng được tiếp xúc và chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi cũng đi giao lưu mà cũng tổ chức ở trên đấy thì cố gắng để theo cái tấm gương ở dưới Đồng Rong này. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Cao Lan, từ đó tạo ra sự đoàn kết, khích lệ nhân dân thi đua phát triển kinh tế xã hội. Với cách làm này, cấp ủy chính quyền xã Quang Yên đã lãnh đạo nhân dân thôn Đồng Rong nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đảng bộ thì có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo cái mục tiêu quốc gia, cũng như là các cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo kèm theo, đặc biệt là phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như là phát huy cái giá trị bản sắc dân tộc. Trước kia để sống nhân dân thì luôn là rất là còn khó khăn, cái tỷ lệ hộ nghèo trong thôn là rất là còn nhiều. Nhưng mấy năm gần đây như là cái đời sống nhân dân cũng khá lên, thì cũng được cảm ơn cái chính sách đảng nhà nước, đúng là cũng quan tâm đến cái chính sách về cái đồng bào dân tộc. Đấy, có nhiều chính sách cơ chế hỗ trợ. Hiện nay trong thôn Đồng Rong là không còn hộ nghèo nữa. Mức thu nhập của đồng bào là bình quân 30 triệu trên một người một năm. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật, phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc. Cấp ủy, chính quyền xã Quang Yên đã đưa ra nhiều giải pháp tuyên truyền vận động đi kèm với đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cơ sở vật chất, tạo sự đồng thuận để nhân dân thôn Đồng Rong chủ động tham gia xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, xây dựng bản làng ngày càng trở nên giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.